Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm và uy lực mạnh mẽ của cặp loa Daitone DS503 đến từ Nhật Bản. Đây là một trong những cặp loa có cấu hình cực khủng và sở hữu chất âm 2 trong 1, có thể vừa nghe nhạc kết hợp với karaoke ở những không gian phòng khách khá là lớn mà hoàn toàn chúng ta sẽ không tốn tiền đầu tư thêm súp và trầm. Với cấu hình của cặp loa được trang bị bát súp 32 và quả trung đôm cầu bi siêu khủng, nó nặng tới 70kg trên cặp DS503 nổi tiếng là đàn anh của thập cẩm những dòng Daitone, ví dụ như là 73D hay 77HR hay là 77Z hay là một số model khác, thì với DS503 sở hữu phong cách sẽ khác biệt toàn bộ. Mời anh em cùng quan sát chi tiết và tôi sẽ phân tích rất là kỹ về cấu hình của cặp loa Daitone DS503 đến từ Nhật Bản, một trong những model rất là tuyệt vời cho nghe nhạc kết hợp với karaoke. Với phong cách chơi được đa dạng các dòng nhạc của cặp DS503, chiếc máy quay được thiết kế phần thùng gỗ nặng với chiều cao 75, chiều ngang 39, hậu sâu tới 38cm và nó nặng tới 70kg. Cặp loa còn rất đẹp, có thể nói rằng đẹp xuất sắc chiếc máy quay. Trọng lượng 70kg, một điều đặc biệt mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên là trên cặp DS503 được trang bị hai cái ống hơi bằng thép phi 80 về phía mặt trước. Nó cho chúng ta thấy được rằng đây là một cặp loa có cấu hình cực khủng hơn bất kỳ cặp loa nào. Tất cả thì đều là ống bằng nhựa hoặc ống bằng giấy. Với DS503 cho chúng ta thấy được rằng một trong những cặp loa có chất âm hạng nặng và chế độ đánh bạo lực. Và chúng ta thấy được rằng với 3 tuyến loa gấu hết tầm chơi ở phân khúc bass 32 thì trên DS503 rất là đẹp này. Chúng ta thấy rằng cái logo sáng lấp lánh Daitone DS503, hai volume điều chỉnh, một cho giải check, một cho giải trung âm, và bảng phân tần của cặp loa này cực kỳ là khủng, nó rất là lớn hơn nhiều những cặp loa ví dụ như là Pioneer hay là CBN. Anh em nào đã từng được ngắm nhìn thì chúng ta sẽ biết. Và chúng ta quan sát phía dưới cùng của cặp loa này là một quả bass súp siêu trầm, đường kính 32cm, xương đúc, sở hữu màng của nó được trang bị màng đây đã được đan bằng các sợi carbon siêu bền, mũi carbon và màng carbon. Chúng ta có thể nhìn thấy những sợi carbon rõ phía bên trong của phần màng loa, và nó trang bị cái lam châm từ rất lớn tới gần 20 phân, to như là phun của tàu cựa. Đây cũng là ưu điểm đầu tiên, kết hợp với ống hơi bằng thép và kích thước thùng hậu sâu ngang rộng mang lại cho giải trầm vô địch ở phân khúc bass 32. Bởi vậy nó được xếp hạng là đàn anh của những dòng như 77Z hay 77HR hay 73D hay là một số model khác. Phần bên trên của cặp loa này là một quả trung đôm cầu bi lớn tương đương như trên cặp loa những cặp loa lớn của Pioneer, ví dụ 933 hoặc 955, với đường kính miệng của nó lên tới 18cm. Anh em thấy rằng một nửa phần loa nổi tròn nổi về phía trước giống như là quả bóng, người ta gọi là trung đôm cầu bi, và đường kính 18 phân, trong đó cái lam châm từ gần bằng mặt loa. Anh em chỉ bê nguyên một cái quả trung này đã nặng lệ khệ rồi. Phần trên cùng là một quả check đôm với đường kính miệng 14cm, lam châm từ tất cả đều xịt soát bằng mặt loa trên cặp DS503. Với công suất được thiết kế theo mạch phân tần giảm thiểu ăn công suất xuống rất là tối ưu ở ngưỡng 200W, mặc dù rằng bát của nó có thể khiến cho hàng xóm tưởng rằng sấm đang chuẩn bị mưa trên cặp DS503. Nó rất mạnh. Ai đã từng chơi hoặc từng được nghe rồi thì khi tôi nhắc tới vấn đề này chúng ta sẽ thấy được cấu hình. Đồng thời bát của nó xuống khá là sâu và mềm, không bị khô như các dòng ví dụ như là 77Z hay HR hay là một số model khác. Đây cũng là ưu điểm giữa giải trầm, giải trung âm cũng như giải check trên cặp DS503, mang lại cho người nghe chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Trong đoạn clip này thì tôi đang phối ghép và kết hợp cho cặp loa này. Thì chúng ta thấy được rằng ở đây thì tôi đang ghép con Power, hay còn gọi đơn giản là con bộ kéo đẩy, thì tôi đang phối ghép cùng với con bao Pioneer M22 cửa nát A. Với trọng lượng nặng tới 22kg, chúng ta cùng quan sát. 22 cân cho quả Power này. Đó. Đánh 8 sò sắt lớn. Và chúng ta thấy được rằng 4 con tụ của nó to như là 4 quả đại pháo, 2 biến áp nguồn vuông rất to chạy riêng biệt cho hai kênh, và 2 vỉ máy cũng như tản nhiệt được ngửa về phía bên trên. Nhìn của nó rất là ngầu. Nó còn ngầu và nó khủng hơn rất là nhiều những con đâm ni đen. Mạch máy thì được trang bị 2 hộp kỹ thuật làm hai bên cũng như phía dưới gầm của con Pioneer M22 Granada.
Khi nhắc tới M22 Granada chạy sò sắt, chúng ta có thể thấy được rằng chất âm của nó là miễn bàn luận, với công suất của nó rất là khỏe, ở ngưỡng 250W kênh. Quý vị thấy rõ không ạ? 22kg, một người bê con Power này rất là nặng. Đó, tôi đang phối ghép cho cấu hình này thì nó là một con, ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một con vang cơ. À xin lỗi, vang số chỉnh cơ. Nó tích hợp luôn cả phần nâng tiếng, có tới 7 cần chỉnh tiếng. Bởi vậy chúng ta có thể điều chỉnh cắt các giải tần, mang lại chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Và tích hợp tối ưu nhất những công nghệ ăn chơi và karaoke, cũng như các cổng giải mã hay cổng AUX đầu vào hay là Bluetooth. Chúng ta có thể chơi được bất kỳ chức năng nào trên cấu hình này. Như vậy về sơ bộ, quý vị có thể thấy được rằng tôi đang phối ghép ở đây thì chúng ta có thể kết hợp cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke trên cặp loa có trọng lượng 70kg Daitong DS503 đến từ Nhật Bản, còn đẹp xuất sắc, gân của nó còn đang mềm xèo. Những cặp loa này chúng ta thấy rằng gân của nó còn đang là mềm nhũn như thế này thì nó đánh rất là tuyệt vời. Đó, tôi sẽ dịch máy quay chúng ta cùng quan sát phần gân lại một lần nữa này. Quý vị nào nhìn tinh ạ, đó tôi hơi chạm cái tay thôi, gân của nó nhún đã rất tốt rồi. Gân như thế này mà ống hơi bằng thép thì bát của nó không thể không phê được. Nó đánh xuống rất là sâu và rất là mạnh cho những không gian phòng khách lớn hàng trăm mét vuông. Khi karaoke tôi lưu ý rằng chúng ta không cần phải súp và trầm, bản chất nó đánh như là hai cái súp khủng luôn rồi. Và vậy chúng ta sẽ không tốn tiền đầu tư súp và trầm trên cặp DS503. Với phân khúc tầm tiền thì tôi cũng lưu ý rằng nó chỉ ở ngưỡng tầm giá của cặp Boss 3 này, một Seri 3 thôi. Nhưng mà chúng ta có thể chơi cặp loa khủng nặng tới 70 cân, giá trị tới từng đồng tiền bát gạo như thế này. Thì có đáng chơi và đáng đầu tư hay không thì chắc chắn rằng quý vị đã có được câu trả lời. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định, luôn dành cho anh em có phong cách màu lẹ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Và tôi cũng lưu ý và cũng là một gợi ý chân thành cho những anh em đang là nhấp nhổm mua, ví dụ như là chọn mua cặp loa vừa nghe vừa hát. Đó, tầm tiền này thì mới nhích hơn một tí chút thôi những cặp loa thương hiệu Anh hay Đức mà được sản xuất tại Tàu Khựa, hay còn gọi là bãi Tàu Khựa đi ạ. Hay anh em mua cặp Boss 301 Serie 3. Một cặp Boss thì có lẽ rằng không thể so được nộp với một chiếc loa này rồi. Anh em đừng mang ra so, về nghe hay về karaoke cũng chẳng so được. Anh em chọn gì với phân khúc tầm giá này? Chúng ta cũng đã thấy rõ được câu trả lời. Xin chân thành cảm ơn.